Bây giờ xin mời cô dâu và chú rể tiến hành đến thắp bánh để tiến hành nghi lễ cắt bánh cũng như thắp lên những ngọn nến để khởi nguồn hạnh phúc vô tận từ đây và mãi mãi về sau. Xin mời ạ. Yêu nhau giữ lấy lời thề, phong loan đối phượng sát kề bên nhau. Yêu nhau giữ lấy lời nhau, phun rê gắn bó trọn đời trong năm. Vâng, những ngọc nén đang cháy thể hiện cho sự sắc son chung thủy. Chiếc ngọc sẽ bùi và luôn cháy hết mình vì sự yêu thương. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể tiến hành đến thắp đèn sơ minh để tiến hành nghi lễ rước đường. Thay mặt cho ban tổ chức cùng lãnh đạo của nhà hàng Cưới Bình Ba cùng với đội ngũ nhân viên cùng toàn thể quý vị quan khách qua tại đại sảnh của nhà hàng Cưới Bình Ba xin được chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, buổi trưa hôm nay tại nhà hàng Cưới Bình Ba, toàn thể đội ngũ nhân viên của nhà luôn lúc nào cũng hân hoan chào đón quý vị và luôn gửi đến quý vị những lời chúc sức khỏe với sự nhiệt tình chú đáo phục vụ của đội ngũ nhân viên nhà hàng. Xin chúc quý vị có một buổi trưa thật vui vẻ, hạnh phúc. Chung tay ta đón đủ nào, tình chung một cấp nghĩa biệt trong đêm. Vâng, kính thưa quý vị, ơn cha, nghĩa mẹ nơi trời, làm cô phụng dưỡng một đời không quên, để gia đình những lòng kính trọng, sự yêu thương và làm cha làm mẹ. Xin mời cô dâu và chú rể dâng lên hai bên trung tâm những ly rượu hồng để chứng tỏ giao hiền lễ tạ. Vâng, một lần nữa thể hiện sự chúc phúc của tất cả quý vị. Xin mời quý vị đón lại những ly bia của mình và cùng nâng ly để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày lễ trong đám đây. Xin mời quý vị cùng nâng ly ạ. 2, 3. Sau này cô ấy cùng nhau sản xuất núi đôi thờ chỉ là đạp bông dù vương bát gác xa trong vui trong ngày cưới má hồng thêm tươi. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức cùng lãnh đạo cũng như nhân viên và ngũ nhân viên nhà hàng Bánh Ba xin được gửi đến cô dâu Mộng Oanh và chú rể Bánh Thắng lời chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Bây giờ xin mời cha mẹ hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể tiến hành đến tình bạn để cảm ơn bạn cô cũng như bạn bè thân hữu đã dành một chút thời giờ và cộng đến đây để cùng vui với gia đình trong ngày lễ trọng đại đây. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình rất nhiều. Xin gửi cho chương trình cảm ơn tay ạ.